Xin chào anh em, hôm nay mình lại đi phân tích một cái hệ thống đèn tai của xe Morning đời 22. Cái bài này mình làm theo yêu cầu của bạn có nhắn tin mà nhờ mình làm cho. Thì trước khi mình vào phân tích thì mình tìm hiểu về cái mạch này, cấu tạo của nó. Đây là cái sơ đồ, nó gồm có hai sơ đồ. Sơ đồ này là sơ đồ 1 và sơ đồ này là sơ đồ 2. Thì ta đi từ sơ đồ 1. Về cấu tạo của cái sơ đồ này thì gồm có một cái cầu chì trong xe, hộp cầu chì trong xe. Hộp cầu chì này là IP junction block. Một hộp cầu chì trong xe. Trong hộp cầu chì thì có các cầu chì. Đây cầu chì và một con dơ le. Tai lam gì đây? Có nguồn điện trực tiếp hot ất an thao. Và đây là một công tắc đèn tai hay còn gọi là đèn kích thước. Bên này là light switch, này là công tắc thường. Còn bên này là light switch, này là có chế độ gọi là auto light, with auto light. Đây là without auto light. Đây là điểm nối mát. Đây là các tín hiệu đường lên với loại là key led TACM, và với loại này là loại out, with out và loại with. Còn đây là hộp TACM, BCM. Hộp BCM này đời cao hơn của thằng TACM này. Đây là instrument cluster, đồng hồ tablo hiển thị báo trạng thái đèn tai đã bật. Đây điểm nối mát, đây điểm nối mát. Đây là đèn tai bên lái General tai. Đây là cái thể loại xe, loại thị trường chung. Projection tai này thể loại đèn chiếu. Đây là một cục chì LH, này là bên lái AB này là chỉ thêm sang một cái sơ đồ số 2. A thì vào một cái cầu chì bên phụ LH. B thì là vào đèn đằng sau, đèn tai đằng sau, đèn này chung với đèn phanh. Và đây là đèn soi biển số. Còn A qua cầu chì rồi vào rồi xuống đằng sau. Đây là đèn đằng sau rìa đây. Đèn này chung với đèn phanh. Và đây là đèn pha đằng trước. Đèn pha đằng trước đây cũng tương tự General tai và Police tai. Các điểm nối mát. Rồi mình bắt đầu vào đi phân tích. Vì đây nó là điện, nguồn điện trực tiếp, cho nên là khi mình bật công tắc nguồn nước lên tai sẽ cấp mát. Dương nó sẽ đi từ hot ất an tham này qua dơ le, qua quận hút của dơ le, rồi qua công tắc mà về mát, sinh ra một lực từ trong dơ le hút đóng tiếp điện. Thế dòng điện nó sẽ đi qua dơ le đến vị trí A, qua cầu chì và lên tắp lô về mát sáng đèn tắp lô, đồng thời về B và vào đèn bên lái, vào đèn pha bên lái. Cũng tương tự như bên này, sẽ vào A và B lần lượt sáng tất cả các đèn soi biển số và đèn đằng sau. Rất là đơn giản. Xong đèn này mình sẽ làm một cái video tiếp theo là đèn pha cốt. Xin cảm ơn anh em theo dõi.